Thông tấn xã Trung Hoa đưa tin, từ ngày 12 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6 năm 1930, nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sẽ chính thức sử dụng trong vòng bán kính 70 dặm của vùng Thái Bình Dương, từ vĩ độ 7 phút Nam tới kinh tuyến 171,33 Đông, để thử nghiệm tên lửa tầm xa. Tàu và máy bay chiến đấu của Trung Hoa sẽ hoạt động song song tại khu vực này để bảo đảm an toàn cho tàu và máy bay qua khu vực này. Chính phủ Trung Hoa yêu cầu các nước láng giềng thông báo về thông tin này cho tàu và máy bay của nước họ, tránh xâm phạm vào hải phận và không phận này. Trung Quốc phóng tên lửa tầm xa tại vùng biển Thái Bình Dương. Nhà khoa học danh tiếng Trần Quán Xuyên vừa mất ngày hôm qua tại Bắc Kinh, hưởng dương 98 tuổi. Quán Xuyên sinh tại Quảng Châu năm 1911, học ngành kỹ sư hóa chất tại Đại học Giao Long ở Thượng Hải. Sống tại Mỹ trong những năm 1930, nghiên cứu hệ thống buồng đẩy tên lửa tại Caltech. Trong suốt Thế chiến thứ hai, Xuyên tham gia vào dự án thượng đỉnh cấp cao Manhattan. Xuyên là kẻ thù năng lượng nguy hiểm nhất của chúng ta hiện nay, là người duy nhất mà chính phủ Trung Hoa yêu cầu đưa ông ta về nước, bởi vì ông ta có thể xây dựng một hệ thống hạt nhân. Nếu như ông ta giúp cho Trung Hoa trở thành cường quốc như Mỹ, thì tất cả sẽ chấm hết. Trần Quán Xuyên quyết định quay về Trung Quốc, nhưng bị chính phủ Hoa Kỳ gây trở ngại. Cuối cùng, với sự giúp đỡ của Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai, Trung Quốc sẽ gửi trả 11 phi công người Mỹ và giúp Xuyên trở về cố quốc. Người Mỹ buộc phải để ông ta đi. Năm 1955, ông cùng vợ và hai con lên tàu về lại Trung Quốc, quay về cố hương. Cảm ơn. Xin thứ lỗi. Em tưởng anh đang ở Mỹ. Anh làm gì ở đây? Anh phải ở đây chứ, vì đây là buổi biểu diễn đầu tiên của em mà. Em thay đổi rồi. Em thay đổi sao? Em không còn là cô nhóc nữa. Anh vẫn còn nhớ em trông thế nào sao? Như thế này này. Anh vẫn mang hình này theo sao? Như gia đình vậy. Đi với anh. Bây giờ sao? Giờ em không thể rời khỏi đây được. Có một số hoạt động sau buổi diễn nữa. Sau đó em sẽ đi với anh có được không? Em có nhiều chuyện muốn nói với anh lắm đây. Đi với anh đi.
Em vừa trở về sau 10 năm ở châu Âu, em phải ký hợp đồng để biểu diễn nhiều nơi. Em không đi với anh bây giờ được. Anh đang giỡn phải không? Anh đừng có chọc em nữa. Anh nói là em đi với anh. Được không em? Lấy anh nhé. Nhìn kìa, Quán Xuyên. Quán Xuyên. Quán Xuyên. Lai hả? Tôi đang đọc bài viết của cậu đây. Phần nào? Những con số này tồn tại trên bề mặt. Nó không nằm trong đây sao? Nền tảng khoa học đây. Chúc mừng cậu. Cậu đã giải quyết được vấn đề về lực rồi đấy. Cậu nghĩ sao? Phần này. Nghe kìa Xuyên. Chào anh Lai. Làm gì? Chúc mừng em. Em đã đặt tên cho em bé chưa? Rồi, Lâm Quang. Lâm Quang à? Anh mong nó là sau này luôn luôn cương trực và trở thành một người quang minh chính đại. Lâm Quang. Vất vả cho em quá. Cảm ơn. Cảm ơn mọi người. Xin giới thiệu với mọi người, đây là giáo sư của tôi, Von Kamen. Và người bạn mới, ông Durich. Tôi thật vinh dự khi mời được họ tới đây. Cảm ơn mọi người. Cũng ly nào. Cũng ly. Gì thế nhỉ? Đây. Các vị nhìn này. Tôi chưa bao giờ thấy món gì lạ như thế. Người ta chế biến nó từ đất à? Đây là món ăn rất nổi tiếng của người Trung Hoa, gọi là món gà nướng trui. Cũng ly nào. Tôi không bao giờ nghĩ cậu ta lại lãng mạn đến như thế. Cậu ta vẫn yêu vợ như ngày đầu phải không? Ai lại có thể không yêu người đàn bà đẹp đến như thế chứ? Nhưng về công trình khoa học của cậu ta thì sao? Thì anh phải hỏi thôi, anh bạn à. Một sinh viên ưu tú của giáo sư Theodore von Karman. Thì còn phải hỏi gì nữa nào? Sinh viên à? Còn lâu. Tôi đảm bảo với anh, cậu ta bây giờ xứng đáng được trọng vọng hơn bất cứ ai. Sự thật thì tôi không cần phải nghi ngờ. Nếu có ngày công trình của cậu ta sẽ vượt trội hơn cả tôi,
Cô giáo sư Trần ở Celtic. Anh sẽ không còn gì phải lo lắng nữa. Tôi cũng chắc chắn như thế. Phòng nghiên cứu không lực Celtic. Cái gì thế này? Lỗi đơn giản thế mà cũng sai sao? Thưa giáo sư, em xin lỗi. Em chỉ đoán là... Đoán à? Không bao giờ có sự dự đoán nào được phép xảy ra trong phòng thí nghiệm của tôi. Cậu nghĩ là làm UPL là lên chương trình cho trẻ con sao? Xin chào quý ông và quý bà. Đây là đài tiếng nói quốc tế. Nhanh lên anh, coi chừng muộn đấy. Anh có nghe em nói không? Sau đây là một tin đặc biệt. Giáo sư khoa học Trần tại Celtic sẽ cho chúng ta biết về một dự án. Tên lửa phát triển mới, những việc mà tưởng chừng 30 năm nữa chúng ta mới dám mơ tới. Các bạn có thể tưởng tượng được không? Chúng ta sắp có thể bay lên mặt trăng. Từ New York tới Paris trong vòng 1 giờ đồng hồ. Không thể nào. Chúc mừng. Tuyệt vời. Cảm ơn nhiều. Nhưng tôi không cà phê đâu. Ồ, dân, cảm ơn nhé. Quá tuyệt vời. Cảm ơn nhé. Đừng khách sáo thế. Đúng là một mớ rác rưởi. Sao cơ? Gã người Trung Quốc này dám tuyên bố rằng sẽ có ngày chúng ta sẽ đi du lịch bằng tên lửa. Chúng ta có thể đi từ Paris tới New York trong vòng 1 giờ. Không thể nào như thế được. Dĩ nhiên là không thể rồi. Việc đó sẽ có thể xảy ra đây. Sao cơ?